Em chào mọi người nhé. Hôm nay em lên bán cho mọi người giày cổ bạt của Thái Lan sản xuất ạ. Giày cổ bạt này của Thái Lan sản xuất rất là đẹp. Nó giống như giày của Mỹ ạ. Nó làm lại giày của Mỹ ạ. Đế máy cày, đế cao su đúc máy cày. Nó da 100% nó da xịn. Giá rất dày dặn ạ. Đi thoải mái. Em đảm bảo là cực bền. Bền như giày Mỹ luôn. Nhưng nó chỉ là giày mới, không phải giày xưa thôi. Chứ còn nếu mà về độ sắc nét hay là độ form dáng, màu sắc thì nó đảm bảo nó là tuyệt đẹp. Nó y xì luôn. Đế nó vẫn còn sạch, rất đẹp. Em có đủ size từ số 39 đến số 42 nhé. Cái vải này rất là dày, màu ô liu, rất đẹp. Các khoen này nó làm bằng thịt, bằng thép chống rỉ luôn. Các anh em đi thoải mái. Để chắc chắn nhá. Wow. Em có số từ 39 đến 42. Anh em nào cần số nào thì gọi cho em. Em bán giá 800.000 một đôi. Em bảo hành cho các anh đi cực bền. Số điện thoại của em là 0378 050 027. Zalo cũng vậy. Anh nào thích thì cứ gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em nhặt số cho. Và em đảm bảo cho mọi người nó chuẩn chất lượng. Đi siêu bền ạ. Em chào mọi người.